Dù vẫn còn chịu tác động của dịch COVID-19, song hoạt động xuất khẩu của tỉnh đã dần khôi phục trở lại. Giá trị xuất khẩu trong tháng 4 năm 2022 tăng gần 5% so với cùng kỳ. Cụ thể, trong tháng 4 năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh ước đạt 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước khoảng 600 triệu đô la Mỹ, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu khoảng 400 triệu đô la Mỹ. Như vậy, tính từ đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Long An đạt trên 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 9% so với cùng kỳ. Để tiếp tục tăng cường xuất nhập khẩu trong thời gian tới, Long An sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thường xuyên nắm bắt tình hình kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhất là xúc tiến thương mại, củng cố thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới tiềm năng, kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Trong đó tập trung vào lĩnh vực hàng hóa nông sản, chế biến nông sản và thực phẩm chế biến. Bởi đây là những mặt hàng mà Long An có lợi thế.